Hello, chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu thêm một cái phê view Excel tính toán. Tính toán cái cầu dầm bản bê tông có thép giữ lực. Đấy, mà tính dầm bản. Thì ở đây chúng ta thấy thông tin về dự án, ban quản lý dự án và Hà Nội. Đấy, tiếp theo. Tiêu chuẩn của chúng ta là tiêu chuẩn theo 11823/2017. Tiêu chuẩn mới nhất hiện nay. Dự án, tên dự án, dầm bản dưỡng lực, nhịp đây là nhịp tính toán bằng L, nhịp là thứ tư căng trước. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ nhập các thông số kích thước của dầm bản của chúng ta. Ở đây chúng ta có thể zoom to lên, chúng ta nhập được R, ta có R là bán kính của khu vực này. Chúng ta làm bán rộng rồi, chúng ta có thể nhập y một là khoảng cách này bằng không, tức là khoảng này bằng không này, chúng ta không vát, không có lên đoạn này. y2 rồi y3 y4 y2 y3 y4 y3 y3 4 mà không, tức là đoạn này. Đoạn này chúng ta chỉ tới tính đến đoạn này và y5, chúng ta có thể nhập y5 y5 đây, đoạn này y5 và y6 y7 7 là tính toán chúng ta. y8 x1, x2, x3 1, x2, x3, x3 đây, x4, x5 và x6. X6 tự tính toán. Cái này cũng cũng là cái này thôi. X6 chúng ta không nhập vào, ta để màu xanh. Để màu xanh này cho. Ok. Hôm nay cùng màu xanh. Và là XY. Thông số xy đây là chúng ta xem xy x990, vậy x là bằng x3, xy là chiều cao, của chúng ta. Y trừ y6 trừ y8 y trừ y6 trừ y8 là y7, là chiều cao của y của chúng ta, chiều cao dầm của chúng ta. X y là chiều cao dầm của chúng ta, x là bề rộng dầm của chúng ta. X bằng x3, y bằng y7. Ok, sau khi nhập xong thông số kích thước thì ở đây các thông số này nó tự tính toán chúng ta từ các thông số trên này, bảng này này bảng này, tự thông số các điểm. Điểm này là điểm tọa độ xy này, điểm 1 2 3 4 5 6, các điểm mép ngoài này, tọa độ các điểm, và nó sẽ tính ra cái diện tích này, QX phẩy, QY phẩy, là đây là kháng uốn đấy, là moment quán tính đấy, đây là XY và đây là XY, tính toán chúng ta. Chúng ta nhập tọa độ các điểm vào. X2 trừ X3 trên 2. Đây là x2. X2 trừ x3 chia 2. Đấy. Là đây là âm 495, là sao tọa độ 0 0 của chúng ta, tọa độ của chúng ta đây. Và điểm điểm 1 là hiệu tim.
giữa tim. Hai tọa độ của chúng ta là tại tim này. Là điểm 1 là âm này. Âm vị trí âm. Y của chúng ta là bằng 0. Đây, x y của chúng ta ở đây. Tọa độ x y trục x y. Và chúng ta sẽ xác định tọa độ của chúng ta. Đấy. Đây này là tính toán chúng ta, tọa độ chúng ta. Chúng ta xem hiệu chỉnh hợp lý chúng ta. Đấy, tọa độ x y và các điểm 1 2 3 4. Đấy, các điểm mà chúng ta cái dầm của chúng ta mà các dầm của chúng ta có thì các điểm nào ranh giới thì chúng ta lấy vào nhập vào đây để chúng tính các thông số của chúng ta. Cuối cùng nó sẽ tổng hợp các thông số này để nó ra cái đặc trưng hình học của cái mặt cắt dầm bản của chúng ta. Cùng nó tổng hợp các thông số của dầm bản chúng ta ở đây này. Trọng lượng của bê tông này, đấy, nó tổng hợp các thông số. Cái này trọng lượng bê tông ta nhập vào. Đây, do not touch JIT data, tức là chúng ta đừng có động vào cái này này. Cái này là một cái hàm hỗ trợ để phục vụ tính toán của chúng ta ở các bảng sau ạ. Nên chúng ta đừng động vào đây, bởi vì đây là cái hàm người ta lập ra để có dụng ý sẵn rồi. Dụng ý của người ta dùng một cái khu vực nào khác. Nên các bạn không được xóa cái này hay là làm gì thay đổi cái này. Ok. Tiếp theo là section, chúng ta sẽ đến section. Tiếp theo nó đến section đó. Tiếp theo đây là mặt cắt đặc cứt, mặt cắt đặc trưng mặt cắt thân dầm tính toán. Đây là đặc trưng mặt cắt thân dầm tính toán. Còn đây là chúng ta xem đặc trưng mặt cắt đầu dầm tính toán. Đây là đầu dầm của chúng ta nhé. Rồi đây đầu vị trí đầu dầm. Đầu dầm của chúng ta thì rời bằng 0, tức là đầu dầm chúng ta là đặc. Đấy. Này còn đem vịt mà các thân dầm, mà thân dầm thì nó sẽ rỗng. Chúng ta nhập các thông số kích thước tương tự như kiểu bên kia đầu dầm, nhưng mà các thông số của thân dầm thì nó khác khác. Bạn nhập đấy, tương tự nhá, bạn nhập hết nhá. Màu xanh các bạn nhập này. Cái này là tính toán chúng ta này. Cái này tương tự. Cái này tương tự là cũng là chiều cao của dầm này. Mà chiều rộng của dầm này. X là chiều rộng mà y chiều cao chứ. Ok, tương tự. Chúng ta cũng có tọa độ này tại đây. Trục x này, y này. À, x ngang này, y dọc này. Tại vị trí trên này, trên đỉnh. Đấy, chúng ta thấy tọa độ các cái này. Y âm này, x âm. Đây, bên này là x âm này. Bên này là x âm này. Bên này là x dương này. Bên này sẽ x sẽ dương ngược lại. Đấy, đấy. Ok. Tại tại vì cái thân dầm mới có nhiều điểm hơn. Tại sao phải có nhiều điểm hơn thế này? Đây nó tính cũng có tính toán chúng ta đấy. Đấy, nó tính toán chúng ta sẽ có một công thức các kiểu đấy. Và nhiều điểm hơn bởi vì nó rỗng, nên nó xác định các điểm 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 rất nhiều điểm trong này nữa. Ngoài các điểm mặt ngoài này, chúng ta điểm mặt ngoài này, đầu dầm thì điểm mặt ngoài này không ít. Nhưng mà thân dầm thì mặt các hình dạng thế này điểm nó nhiều hơn ở trong này nữa. Nên khá nhiều điểm. Ok, rồi nó sẽ tính ra cái mặt cắt các thông số đặc trưng học của mặt cắt thân dầm của chúng ta. Nó tổng hợp chúng ta và nó cũng có một cái bảng và đừng động vào cái data này. Ok, này màu xanh này là trọng lượng riêng của bê tông. Ok, sau khi tính mặt cắt đầu dầm và thân dầm rồi thì ok, nó ta có mặt cắt ngang dầm không liên hợp, mặt cắt ngang dầm giữa không liên hợp. Đấy, mặt cắt ngang dầm giữa không liên hợp. Chúng ta nhập các tọa độ x y này. Các thông số này chúng ta nhập vào x y này. Tính toán đặc trưng hình học tiết diện này. Mặt cắt ngang dầm giữa không liên hợp. Đấy, mặt cắt ngang và dầm giữa. Đây, mặt cắt ngang và dầm giữa có hình dạng như này. Chúng ta có nhập tọa độ các điểm.
mặt căng ngang giữa, chúng ta thấy chúng ta nhập tất tọa độ các điểm này của mặt căng ngang chấm giữa này, chấm giữa không được thì nó sẽ vẽ ra chúng ta này, cái này nó tự động vẽ cho chúng ta này. Thì vào x này, chúng ta thấy x 35 800 35 800 đây, nó vẽ cho chúng ta hình dạng của cái mặt cắt dầm, mặt cắt ngang giữa dầm giữa không liên hợp luôn đấy. Các bạn nhập vào đây thì nó vẽ đây chúng ta này, rất trực quan đúng không bạn? Ok, các bạn nhập xong thì nó tính tự động tính toán chúng ta này. Sau đó không, cái này nó bảo đừng động vào cái này, mình không thay đổi, cũng màu đỏ các bạn, màu đỏ cảnh báo đừng thay đổi. Ok, tính toán toàn bộ thông số đặc trưng mặt cắt cho chúng ta này. Đấy, ok, thêm lỗ. Đây là thêm lỗ, chọn lại hình lỗ, tức là chúng ta muốn thêm lỗ vào cái mặt cắt này, chúng ta thêm lỗ lỗ vào trong này. Thì ví dụ chúng ta thêm lỗ lỗ đây thì các bạn chọn lỗ hình vuông hoặc hình tròn. Đấy, lỗ trong này. Đấy, các bạn chọn dx, dx là bề rộng rỗ lỗ này và chiều cao lỗ à. X, y, hình vuông. Đây, hình vuông không phải là hình vuông các bạn, là hình chữ nhật nhé, hoặc là nó ghi hình vuông ở đây, ghi hình vuông nhưng mà chúng ta lại có hình dạng tròn và hình vuông hoặc hình chữ nhật đấy. Dx thì 250 và dy là 450, hình dạng là hình chữ nhật này. Khoảng cách đến đáy dầm này nó tự tính toán chúng ta, khoảng cách đến tim dầm nó cũng tự tính toán chúng ta. Này chúng ta có thể tính toán kiểm tra lại. Đấy, khoảng cách đến tim dầm và đáy dầm. Đấy, đáy dầm này, tim dầm ở đây đây này. Là chúng ta định vị cái lỗ hình vuông của chúng ta, à, lỗ hình chữ nhật của chúng ta đấy, định vị ạ. Từ tim, tức là từ tim của cái lỗ đấy nó đến đáy dầm là bao nhiêu, và tim nó đến tim dầm là bao nhiêu. Ok, số lỗ chúng ta đây, đây là một lỗ này, đây là hai lỗ, một lỗ và hai lỗ. Ok, chúng ta thêm lỗ xong nó sẽ tính tính toán cho chúng ta tiết diện có lỗ này. Ok, nó tự động tính toán chúng ta tiết diện có lỗ các bạn. Đấy, một phần đấy, đây có một lỗ và đây có hai lỗ. Ok, tiếp theo là chúng ta thấy mặt cắt ngang dầm giữa liên hợp. Đây là mặt cắt mà lúc nó đang giai đoạn 1 là nó chưa liên hợp, giai đoạn 2 nó sẽ, đây là giai đoạn 1 này, đây là giai đoạn 2 thì nó sẽ liên hợp này, sẽ tính toán các kiểu chúng ta. Cái này là côn, côn đấy, chúng ta có côn này đấy. Lát mình sẽ đi đi sang đây. À, nếu mà côn thì chúng ta có đi sang đây, chúng ta xem nhé. Này, cái cầu có 12 dặm này, cầu trên có 12 dặm, ta có 12 dặm này. Đấy, bao nhiêu dặm được link lên đây. Số lượng dặm này, khoảng cách dặm này, tổng chiều dài dặm này. Đấy, ta nhập vào tính toán chúng ta là nhịp tính toán này. Ok, bề rộng xe chạy chúng ta nhập vào này, bề rộng lệ đi bộ trái này, chúng ta có bề rộng đi bộ thì có nhập vào, không có thì chúng ta nhập bằng không. Bề rộng g lan can, g lan can đây, bề rộng g lan can từ đây này, bề rộng lan can chiếm chỗ ấy. Bề rộng của giải phân cách giữa, nếu có giải phân cách giữa thì ở giữa thì chúng ta nhập bề rộng giải phân cách giữa này vào. Đấy, ok, đây là phần giữa, ví dụ đây là 0,5, tổng độ bề rộng cầu và tính toán chúng ta. Đó, tổng bề rộng cầu. Okay, chúng ta nhập sự đặc trưng là vật liệu của bê tông dầm này. Đây, chúng ta thấy hình dạng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Cái này số dầm là cái này là hiện tại bạn này là 10 dặm chứ không phải là 12 dặm. Đấy, 12 dặm chúng ta phải vẽ thêm là 2, 4, 6, 8, 10 với thêm 2 dặm nữa. Đấy, dặm biên có hình dạng này, dặm giữa có hình dạng như này. Đấy. Ok. Khối lượng riêng bê tông này, chúng ta có khối lượng riêng bê tông thì đây, chúng ta nhập thông số này vào và khối lượng riêng bê tông này nó chia ra một chia chọn
là kg, từ tấn nó quy đổi là kN, hình như là 19,81 đó, 9.000 đấy. Ok, cường độ bê tông này, rồi bảo mặt cầu này 30 pPa này, bê tông dầm là 45 này, tỷ số này tính tỷ số nó tính chúng ta nó tính FCI là cường độ bê tông lúc dựng lực này, tính các thông số này, e module tính e là trọng lượng bê tông, tức là module này, này boson này, bê tông boson này, độ ẩm này, các thông số này, module chống cắt này, rồi cái này tính toán chúng ta này. Đấy, chúng ta chọn là cáp dưỡng lực thì chúng ta chọn một, nếu độ trung thấp hoặc là stress river, cái này là không không phải là thuộc dạng mà độ trung thấp, có hai loại thì chúng ta thường dùng cái loại cáp và độ trung thấp, thì chúng ta chọn một, mọi cái chúng ta chọn một. Ok, cái này nhập nhập cường độ kéo đứt của cáp vào, rồi cái này nó tính toán chúng ta cái độ dẫn chảy và mức độ đàn hồi của cáp, rồi tính toán các thông số thời điểm trước truyền năng lực này, thời điểm mất mát năng lực này. Đấy. Rồi đây là thép thường, chúng ta nhập thép thường vào. Ok, là các đường kính của theo thép sử dụng theo tiêu chuẩn 16851/2018 thì có đường kính và diện tích của các này. Ok, chúng ta đi vào mặt cắt thì nó link từ bên kia sang các bạn nhé, mặt cắt từ đầu dầm nó link từ bên kia thông số, từ các thông số bên này sang rồi thông số chúng ta tính toán để chúng ta có đó là mình sẽ link lên một chút cho các bạn. Mát này, biên này, bằng biên mà bằng cái này, đấy, nó tính toán từ cái bên này chúng ta nhập ấy, hồi nãy nó tính toán đây chúng ta này, các bạn này, đấy nó tính toán đây chúng ta này, hồi nãy mình đang ở cái ship này nè, đấy, mình đi qua ship côn này của chúng ta rồi, cái này hoàn toàn là tính toán tự động hết cho chúng ta các bạn này, đây là mặt cắt đầu dầm này, mặt cắt giữa dầm này, ok, rồi. Rồi các điều kiện, các đặc trưng cấu kiện khác này, đặc trưng cấu kiện khác là chiều dày này. Chiều dày dầm ngang này, nếu chúng ta có dầm ngang ấy, chúng ta nhập vào đây, trường hợp này là không có dầm ngang ấy. Đấy, các thông số của dầm ngang chúng ta không có thì chúng ta nhập vào đấy, thông số mấy thông số này là tính toán chúng ta này. Đây, ví dụ thông số này tính toán này, thông số này chúng ta nhập vào này. Đấy. Có dầm ngang thì nó nhập vào, mà không có dầm ngang thì đối với cầu dầm bả là không có dầm ngang, nó không nhập vào, đây điểm không hết các bạn ạ, không. Ok, chiều dài của bản mặt cầu các bạn nhập chiều dài bản mặt cầu vào đây. Đấy, nó tính toán cho ta tải trọng của bản mặt cầu. Ok, chiều dài lớp phủ chúng ta nhập chiều dài lớp phủ vào. Đấy, thì nó tính trọng riêng lớp phủ của chúng ta, lớp phủ của chúng ta là trọng riêng là 225, trọng tải trọng của lớp phủ. Ok, tiếp theo là g g chân chân bánh và lan can. Đấy, g chân bánh. À, chúng ta nhập bên kia nếu mà có thì nó tính toán chúng ta ở đây, nó tự động tính toán chúng ta. Đấy, nếu không có thì nó không tính toán chúng ta, không không giá trị là không có. Ngoài ra các tải trọng khác như cục điện, cộng cáp các kiểu, đấy, có thì nó có thì chúng ta nhập vào, mà không có thì chúng ta để bằng không. Thế đây là chúng ta tính toán nội lực. X là khoảng cách từ tim gối đến mặt cắt kiểm tra. Tim gối đến mặt cắt kiểm tra và Y là cái khoảng cách từ tim gối đến mặt cắt kiểm tra. Z cũng là mặt cắt từ tim gối đến kiểm tra. H là chiều cao dầm. Đấy. Kiểm tra moment lực cắt tại vị trí tim gối H trên 2, X, Y và giữa nhịp. Tại tim gối này, H trên 2 này, X, Y và giữa nhịp này. Đây, tọa độ X, Y, Z tại vị trí chúng ta kiểm tra đấy.
Ở tại vị trí là khoảng cách từ tim gối đến mặt cắt kiểm tra là 1,5 m, cách tim gối 1,5 m. Kiểm tra là cái. Rồi khoảng cách từ tim gối đến mặt cắt kiểm tra là khoảng cách 2,5. Thì chúng ta lại kiểm tra cái. XY không phải là tọa độ theo XYZ các bạn nhé. Mà XY tức là đặt tên điểm tại mặt cắt thôi. Đặt tên điểm mặt cắt. Điểm này là cách tim gối 1,5 này. Đặt này cắt, điểm này cắt tim gối 2,5 này. Và điểm này cắt tim tim gối 3,5 này. Đấy. Mà H trên 2 là tức là tạo vị trí mặt cắt là bằng 1 phần 2 H trên 2 chứ có dầm nhật chia 2 đấy. Đấy các vị trí đấy. Ok, và giữa nhịp kiểm tra giữa nhịp nữa. Thì nhịp của chúng ta đây 24 thì giữa nhịp là 12 mét, khoảng xấp xỉ 12 mét. Đây là các mặt trắc kiểm tra, nó tự động tính toán chúng ta, kiểm tra cho chúng ta tổng cộng này. Ok, đây là nội lực cho moment cho tĩnh tải này, lực cắt cho tĩnh tải này. Tự động tính hết chúng ta khi mà chúng ta nhập các thông số bên này hết rồi. Ok, rồi nó tính toán cho nội lực cho hoạt tải thì nó sẽ tính toán I know. Cái này là số lan, nó tự bề rộng chúng ta nó sẽ tính số lan chúng ta bằng cách chia 3,6 đây. Đấy, nó tính trung bình mỗi lan là 3,6 thì số lan. Ok, rồi nó tính hệ số phân phối ngang cho dầm trong này. Hệ số phân phối ngang cho dầm trong này. Đấy, hệ số phân bố lực cắt này. Rồi hệ số phân bố cho moment này. Đấy, nó tính toán theo tiêu chuẩn chúng ta. Trích từ bảng tiêu chuẩn nào. Trích cho chúng ta hết. Này tính toán nó kiểm tra tính toán chúng ta. Đấy chúng ta có thể nó còn bị kiểm tra sơ bộ bề rộng dầm số lượng dầm chúng ta đã xong đảm bảo ok chưa nữa. Ok, nó tính các hệ số này này KS các kiểu y rồi moment còn tính như lực moment cực mặt cắt rồi, rồi hệ số diện tích hệ số xoắn cuối cùng nó tính ra chúng ta là đấy, hệ số phân phối ngang cho một làn và hai làn đây đấy, tương tự là hệ số phân phối ngang cho lực cắt đây nó tính toán chúng ta đây và dầm biên thì nó tính toán là hệ số phân bố cho moment này số phân bố cho lực cắt này đấy, cái này chúng ta nhập vào này đấy. Là khoảng cách từ tim tim ngoài dầm tim dầm ngoài cùng đến lề phân cách qua gờ chắn bánh đấy, tim dầm ngoài cùng cho đến lề phân cách hoặc là gờ chắn bánh đấy, tim dầm ngoài cùng tìm dầm ngoài cùng ở đây hay gửi chân bánh hoặc là lì phân cách này ta nhập vào từ tìm dầm cho đến vị trí này gửi chân bánh này ở đây là ta nhập vào. Ok, cuối cùng nó tính toán hệ số phân phối cho nó ngang này. Đấy. Ok, sau khi tính hệ toán phân phối hệ số phân phối ngang rồi ảnh hưởng của cầu chéo này chúng ta sẽ nhập cái cầu chéo cầu của chúng ta là góc cầu của chúng ta không phải thẳng góc mà nó chéo thì chúng ta sẽ nhập số độ góc chéo vào nó tính ra ảnh hưởng của góc chéo rồi nó sẽ tổng hợp chúng ta hệ số phân bố hệ số phân bố tải trọng đấy, nó tính toán ra cuối cùng nó sẽ tổng hợp chúng ta là giá trị mắc để nó tính toán chúng ta này. Ok, đây ta là hệ số xung kích này đấy, ta định, bây giờ là tải trọng này xe 20 và xe 30 tải trọng HL93 xe 20 mà đây các thông số của xe rồi nó sẽ xếp nó xếp tải trọng cho chúng ta và nó sẽ lấy tính được cái nội lực moment và lực cắt lớn nhất đây là moment và difference y đây là một cái hệ số này không phải lực cắt mà là một cái số mà cũng đơn vị là kN nhân mét diffin cái này là nhân hệ số phân phối ngang các bạn đấy nó sẽ nhân với hệ số phân phối ngang cuối cùng nó ra cái tổng hợp với tải trọng moment tác dụng này sau khi mà nhân với hệ số phân phối ngang này tương tự ở đây là chúng ta thấy là xe hai làn xe một trục ba trục và xe sẽ ba trục
Qua xe 20 này. Ok. Đấy, xe tải khống chế là sao nó xe tải khống chế, bởi vì cái này giá trị lớn hơn. Cho nên là nó lấy xe tải để tính toán. Thế ra nội lực lớn nhất để kiểm toán. Đây, đây là moment tại vị trí giữa nhịp này, còn đây là ngoài. Ngoài ra moment mà lực cắt tại vị trí khác này. Tại tim gối thì moment không không này, lực cắt chúng ta có thì lực cắt này. Hai ba trục hai trục này lấy giá trị lớn nhất này. Ngoài ra vị trí là h trên 2 là 0,4 mét này. Tính toán chúng ta tương tự. Moment này, moment giá trị nội lực moment và giá trị nội lực hoạt tải gây ra lực cắt tương tự x bằng 1,5 giá trị cách tim gối chầm 1,5 tính toán rồi. Đây, đây các vị trí khác. Để chúng ta thấy 1,5. Tại vị trí 1,5 này đây là các cách xếp hoạt tải các bạn nhé. Nó có cách xếp vào tải này, một cách xếp, hai cách xếp, rồi nó sẽ tính toán chúng ta là cái nào lớn hơn để nó gây ra nội lực max lớn hơn. Đấy. Trường hợp một xếp này, trường hợp hai xếp, ba xếp, bốn xếp này, có các trường hợp xếp như này. Cuối cùng nó sẽ tổng hợp ra cho chúng ta là cái giá trị mà moment nội lực và lực cắt lớn nhất tương tự mà cắt y tại vị trí cách tim dầm là 2,5 thì nó cũng tính toán cho các trường hợp này, xếp tải thế này, xếp tải thế này, các cách xếp tải này. Ok, đây là cho lực cá. Đây chúng ta thấy cái sức vải. Ba trục, ba trục, ba trục, ba trục, ba trục và hai trục. Tương tự tại vị trí 3,5 nó tính toán chúng ta xếp tải chúng ta và cuối cùng chúng ta sẽ có bảng tổng hợp nội lực cho tình tải một, tình tải hai và hoạt tải. Hoạt tải nó sẽ lấy giá trị lớn nhất này, max. Tương tự chúng ta vị trí 1,5 thì nó cũng sẽ lấy giá trị max lớn nhất chúng ta. Đấy, nó mắc toàn bộ cái này. Đấy, mắc của toàn bộ cái thông số này để nó lấy giá trị nội lực lớn nhất, tổng hợp nội lực lớn nhất. Ok. Đấy, rồi sẽ khi mà có nội lực rồi thì nó sẽ tổ hợp combo thôi. Combo đây là sử dụng 1 và sử dụng 3 là vật tại trạng thái dạng cường độ thì có cường độ 1 này, này là sử dụng này, rồi cường độ này, các hệ số này, sử dụng 1 này, sử dụng 2 này, đây là hệ số với tầm quan trọng các bạn, các hệ số điều chỉnh liên quan đến tính dẻo dư đến tầm quan trọng này, bạn chọn này. Ok, đây là cường độ sử dụng 1 này, 1 1 1 sử dụng 3 thì đây là hoạt tải, nó đây là nó lấy giá trị sử dụng 3 là 0,8 và đây là cường độ. Ok, đây là sức kháng, các hệ số sức kháng cho chúng ta kiểm tra. Đấy, cắt là uốn và kéo, kéo chưởng lực là bằng 1, còn ở cắt và xoắn là 0,9. Ok, đây cái này các trong số thông số này nó tự tính toán chúng ta này, ứng suất rất kéo thơ dưới này, rồi sẽ ứng suất cho phép của bê tông này, số lượng tao cáp tính trước, ứng suất nén tao cáp này các kiểu. À để khoan, mình ở phần này mình ước tính số lượng cáp dưỡng lực nhé. Đây là ước tính số lượng cáp dưỡng lực, đây là ước tính số lượng cáp dưỡng lực, nó tính toán chúng ta là ước lượng này. Đây là các thông số nó tự tính toán chúng ta. Đây, giả thiết lệch tâm ở cáp cáp tại giữa nhịp, giả thiết này phần cáp dưỡng lực thì chúng ta chờ một chút các bạn nhé, mình sẽ đi sang phần bên này, có lẽ mình đang dời sang phần này. Đấy, mình đang dời sang phần này.
phần là mặt cắt liên giữa liên hợp. Cái này nó tính toán chúng ta. Đấy. Từ phíp côn này chúng ta nhập nhập các thông số là tính toán chúng ta. Ok, các thông số này chúng ta nhập tọa độ của vào, tọa độ của mặt cắt ngang vào. Đây chúng ta thấy. Bên này thì nó chưa liên hợp với bản mặt cầu thì nó bên này sẽ không có bản mặt cầu. Trường hợp đây nó liên hệ với bản liên hợp bản mặt cầu thì nó sẽ có hình dạng bản mặt cầu đây. Các bạn nhập các tọa độ của các điểm này vào thì nó vẽ ra cái hình này. Đây hình này vẽ từ tất cả trong này. Chúng ta nhìn nhập vào rất trực quan. Ok, nó tính toán chúng ta các thông số này. Tương tự nếu mà thêm thêm lỗ thì chúng ta sẽ đây là thêm lỗ. Thêm lỗ là chúng ta hồi nãy chúng ta thêm lỗ các bạn. Đấy, vị trí hồi nãy mình đã nói ở đây. Đây chúng ta đâu? Tại vị trí này chúng ta thêm lỗ ở đây rồi. Thì bên này nó link sang ở cái lỗ của chúng ta và nó tính toán là khi mà có lỗ thì các thông số như thế này. Ok. Tiếp theo thì tính toán đặc trưng hình học cho tiết diện của chúng ta bằng các dầm biên và các dầm biên không liên hợp. Đây là trường hợp là dầm giữa các bạn nhé, dầm giữa không liên hợp và đây là dầm biên. Dầm tương tự dầm biên chúng ta sẽ có hình dạng là khác dầm giữa nào. Dầm biên chúng ta bên này nó sẽ thẳng và bên này nó cong cong một chút thôi. Đấy, dầm giữa của chúng ta thì nó bên hai bên thì nó đối xứng với nhau. Còn dầm biên thì một bên thẳng. Đấy, chúng ta sẽ nhập vào đấy và nó sẽ hình vẽ hình dạng như tương tự thôi. Nó tính toán chúng ta và tiếp theo chúng ta thêm lỗ vào thì ở dầm biên nó cũng tương tự, chúng ta cũng thêm lỗ giống với dầm giữa thôi thì các thông số nó link từ bên kia sang nó tính toán chúng ta. Ok, tiếp theo là chúng ta có dầm biên liên hợp. Dầm biên liên hợp thì chúng ta cũng nhập các thông số của dầm biên liên hợp thì nó thêm cái hình dạng ở bản mặt cầu này vào. Khi mà liên hợp thì nó có bản thêm bản mặt cầu nữa. Đấy, chúng ta sẽ thêm các điểm này. Đấy, các điểm này nó link từ bên kia sang chúng ta rồi. Đấy, nó link từ bên này sang chúng ta là các điểm này chúng ta đã nhập rồi. Đấy, còn các điểm mà chúng ta thêm vào các điểm mới như các điểm này 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 thì chúng ta nhập thêm vào đấy. Đấy, nó vẽ ra chúng ta. Ok, tiếp theo là lỗ thì chúng ta cũng có lỗ đúng hai lỗ và giống giống như dầm bia dầm giữa của chúng ta thì nó link từ bên kia sang tính toán chúng ta. Ok, đấy là tính toán các thông số đặc trưng hình học của dầm biên và dầm giữa lúc mà giai đoạn 1 và giai đoạn 2, giai đoạn là dầm và giai đoạn sau đó là liên hợp. Ok, các đặc trưng hình học tính xong rồi thì chúng ta thấy hồi nãy mình đã nói là ở cái bảng tính này rồi, chúng ta sẽ ở cái bảng tính này mình nói rồi đấy, phần này thì mình đã nói rồi nhá. Nhập các thông số màu xanh vào thì nó cuối cùng nó sẽ link đây là link từ bên kia sang chúng ta hết này. Ok, cuối cùng là nó tính nội lực chúng ta rồi. Màu xanh chúng ta nhập vào và màu đen đến nó tất cả nó tính nội lực chúng ta. Nội lực gió, tính tải 1, tính tải 2 và hoạt tải. Ok. Đây mình đã nói rồi nhá. Ok, mình sẽ đi xuống cái phần cáp dưỡng lực. Đấy, cáp dưỡng lực. Đây các thông số đầu vào của cáp. Đây là giả thiết lệch tâm của cáp tại giữa nhịp này. Cái giả thiết lệch tâm cáp giữa nhịp thì nó được tính toán chúng ta. Là section H80 trừ 0,1 H80, section là H80 chúng ta section H80 của chúng ta này. Này H80 là cái IB này này. Đấy, nó là IB này nó trừ cho đấy, trừ nó cái giá trị là 0,1 giả thiết lệch tâm cáp tại giữa nhịp này. Cái tổng mất mát ứng suất này nó tính toán chúng ta rồi lực trong ta cáp trước khi truyền này rồi mất mát này toàn bộ ước ước tính toàn bộ mất mát này ước tính toàn bộ mất mát C660 đấy ước tính toàn bộ mất mát là sau khi nó tính toán toàn bộ mất mát thì nó nhân chúng ta này 660 chúng ta thấy là thông số toàn bộ mất mát cuối cùng. Ok. Đấy, cái này là tổng hợp tại kết quả thôi. Đấy. Số lượng cáp yêu cầu nó tính toán chúng ta số lượng cáp yêu cầu này. Đấy, 3 31 cáp mà lực căm cho toàn bộ mất mát là 120 kN. Bố trí cáp chúng ta sẽ đây là
số lượng cáp ước tính nhé. Ước tính chúng ta 31 cáp này, chúng ta bố trí. Ok. Đấy, tôi nhà thông số tao cáp này, đường kính tao cáp chúng ta chọn này 12/7 hay là 55/2. Diện tích tao cáp đó, nó tự tính n, số lượng tao này, nó tự tính chúng ta này. Và ứng suất lúc căng kéo lại nó tính chúng ta. Bố trí cáp, chúng ta sẽ bố trí cáp tọa độ của cáp. Đấy, chúng ta cáp dưỡng lực số 1 này. Cáp dưỡng lực thứ nhất tọa độ y của chúng ta lấy ZZ chúng ta đây. Đấy, chúng ta sẽ nhập tọa độ y là âm, bên này là âm này. Bên này là giá trị âm, bên này là giá trị dương. Và hàng, đây là hàng này. Z của chúng ta. Đấy, Z của chúng ta đây. Đây, hàng này là 60, từ đây đến tim tại vị trí này đến đây là 60. Đấy, hàng này là, từ đây đến đây là 105, và hàng này là C này là 150, từ đây đến đây 150. Hàng D là từ đây đến đây là 195, và hàng E của chúng ta là tít trên này là 745. Đấy, cáp. Đấy, thì hàng E ở đây thì hàng E ở đây chúng ta không bố trí, không bố trí chúng ta nhập bằng không ấy các bạn. Còn hàng A chúng ta sẽ nhập tọa độ này. À, chúng ta vẫn bố trí chứ, nên mà Z bằng 0. Z của nó bằng 0, còn x kia đây này. X của nó đây. X của nó là đầm 6 này, đầm 6 này là x của nó là 300, âm 384. Và Z ở đây là nó tính là không, chúng ta nhập bằng không. Đấy, tọa độ y này, một của các cấp này, rồi năm là y này, hàng này là bằng không này. Z là hàng bằng 0 và hàng B Z bằng 0. Tọa độ x y z. Ta mình thử xem cái này nó vẽ chúng ta không. À vậy nó không vẽ chúng cái này nó không vẽ chúng ta bạn. Rồi mình đen hết xem. Đây, không vẽ chúng ta, cái này không phải vẽ chúng ta. Ok. Chúng ta nhập các thông số của cáp mà cáp ứng lực số mấy, hàng nào chiều dài không dính bám. Đây là chiều dài không dính bám. Mà chiều dài chúng ta nhập chiều dài không dính bám bạn. X ở đây là Y đây, Z nó ở đây rồi. Ở độ Y và Z đây thôi. Đây là chiều dài không dính bám. À, chúng ta nhập chiều dài không dính bám. Chúng ta nhập chiều dài không dính bám một cáp vào. Đấy. Ok. Cuối cùng nó tổng. Tổng hợp chúng ta là chiều dài không dính bám là bao nhiêu? Đấy, chiều dài không dính bám mm. Ok. Nào, đây là nó tổng hợp chúng ta là contact. Nó đếm chúng ta. 1 2 3 4 5. 5 giữa nhịp và số lượng là 5, khoảng cách tính toán chúng ta giữa nhịp là 5 và số lượng
Rồi lớp D nó cũng tính toán chúng ta là số lượng khoảng cách. Đây, nó đếm chúng ta. Ok. Khi mà chiều dài 0.8 các kiểu rồi thì chúng ta thấy có mất mát ứng suất này, tính mất mát ứng suất chúng ta này. Theo tiêu chuẩn 118232017 này. Tính mất mát ứng suất chúng ta, tính tổng mất mát ứng suất chúng ta. Đây là một cái hệ số. Tổng ứng suất này. Và đây là tổng mất mát ứng suất. À, mất mát ứng suất cho đây là mất mát ứng suất cho con ngắn đàn hồi này. Kê mất mát ứng suất cho con ngót này. Đây, công thức các kiểu, cuối cùng nó sẽ thời gian xem xét này, ba mấy ngày này, tuổi bê tông này, giai đoạn 2 thì mấy ngày này, giai đoạn 3 mấy ngày này, chúng ta nhập này, giới hạn sử dụng là 30 năm này, giai đoạn 3 là 30 năm này. Đấy, thì nó số ngày và nó tính ứng suất cho con ngót, mất mát cho con ngót. Ok, mất mát cho tứ biến, cuối cùng là cũng số ngày, chúng ta nhập số ngày là 30 năm, 30 năm, và đây là 30 ngày, 100 ngày. Và cuối cùng tính cho tứ biến này, mất mát cho tự trùng cốt thép này, cho trùng cốt thép tính toán chúng ta. Thông số này nó tính toán chúng ta và nó trùng cốt thép này, thời điểm sau truyền lực này, thời điểm trước truyền lực và sau truyền lực, rồi tổng mất mát ứng suất này. Đấy, tổng mát ứng suất lúc truyền này, lúc sau, lúc đặt tải này, tổng mất mát ứng suất lúc truyền và lúc đặt tải. Đấy, kiểm tra ứng suất trong cáp này. Đây ứng suất sau khi truyền nó trừ tổng mất mát này. Đấy, kiểm tra cho chúng ta là kiểm tra ứng suất trong cáp. Đấy, ok, tổng tổng lực căng lúc truyền nó tính toán chúng ta. Đấy, tại trạng thái giới hạn sử dụng cho tất cả mất mát. Đấy, thì kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng cho tất cả mất mát, kiểm tra chúng ta là ứng suất ok không, lại lực mất mát cuối cùng thì nó tính chúng ta này, mất mát cuối cùng thì là bằng bao nhiêu phần trăm đấy, tổng mất mát này mà chia cho FPI của chúng ta để ra bao nhiêu phần trăm mất mát. FPI của chúng ta thế này, đây FPI của chúng ta là đây ứng suất căng lúc kéo đấy, từ 13% này thì nó ta thấy mười từ 13% này thì nó trên này nó trên cái bảng tính này nó sẽ tính chúng ta là ứng suất, chúng ta tính là toàn bộ mất mát này, à tính mất mát này, à, mất mát chúng ta là nó lên từ dưới kia lên là toàn bộ mất mát của nó là 13,11%. Ok, thép dưỡng lực kéo số lượng này tại vị trí gác mặt cắt này, mặt cắt ta cách tim gối là 1,1,5 này, cách tim gối 2,5, gối 3,5 mà giữa dầm, mà tại vị trí là H2 chiều cao dầm cho 2. Đấy, chi tiết phần không dính bám này, số lượng năm lệch tâm này, nó linh chúng ta từ các thông số trên kia, hàng E hàng D hàng các kiểu, chi tiết phần không dính bám. Rồi lệch tâm của tao cáp mà tổng số tao và tính toán tổng số tao chúng ta lệch tâm và tính toán lệch tâm chúng ta khoảng cách từ đến đáy dầm. Ok, kiểm tra điều kiện về tao cáp này, kiểm tra điều kiện về tao cáp dính bám. Đấy, nó tính toán điều kiện, kiểm tra về điều kiện tao cáp dính bám. Đây là các thông số, là đây là tổng số lượng tao cáp không dính bám là bé hơn bằng 25% này, bé hơn bằng 25% đầu tiên. Số lượng hàng không dính bám bé hơn 40%. Số lượng hàng không dính bám bé hơn 40%. Chúng ta có thể tự
xem xét chúng ta nhập vào, thấy bé hơn 40% chúng ta ok. Tất cả các trạng điều thản thỏa mãn, phân bố các tao cấp không dính bám ok. Và đây là tao cấp hàng phía ngoài dính bám hoàn toàn, tao cấp phía ngoài của mỗi hàng phải được dính bám hoàn toàn. Đấy, trên này mới phía ngoài hàng phía ngoài mà dính bám hoàn toàn đây nó ok. Đây là chiều dài không dính bám ấy. Còn các phần còn lại là nó dính bám mà không là nó dính bám. Ok, nó kiểm tra đến cái phần này. Đến đâu rồi nhỉ? Đến phần kiểm tra này rồi. Đây, chúng ta điều khiển về tao cáp dính bám này. Ok, đến lúc ứng suất truyền này, ứng suất cho phép trong bê tông này, ứng suất cho phép kéo này, đây, ứng suất truyền tính toán chúng ta các con số này, rồi cho nén cho phép và kéo cho phép. Ok, bây giờ nó tính toán chúng ta chiều dài không dính bám này, chiều dài dính bám này, tính toán chúng ta hết này các con số này. Ok, ngoại lực này, đây là ứng suất cho ngoại lực này, ngoại lực này, lực ứng suất trước này, lực ứng suất trước này, cuối cùng là tổng hợp chúng ta kiểm tra lực. Đấy, thời dưới dầm, ứng suất cho thời dưới dầm nếu mà lớn hơn FC1 thì không được mà bé hơn thì ok. Đây, FCI của chúng ta là 24 thì nó ok, đảm bảo. Tờ trên dầm khi mà dưỡng lực của chúng ta đấy thì hơi dưới nó bị nén, tờ trên chịu kéo. Đấy, hơi dưới chúng ta cho chịu nén này, lực nén của chúng ta đây, và khi ngoại lực gây ra thì nó gây chéo, nó kéo ở hơi dưới tổng hợp lại thì nó gây nén, và là cái lực nén nó phải bé hơn là cái giá trị 24,3 này. Đây, nó phải bé hơn 24,3 thì là ok. FC1 của chúng ta nó gán bằng hai bằng cái giá trị này rồi. Tiếp theo là thời tiên dầm, thời tiên dầm chúng ta thấy thời tiên dầm thì nó tính toán chúng ta đây rồi. Đấy. Là cái giới hạn này, giới hạn về thời tiên dầm thì chúng ta thấy là nó phải lớn hơn hoặc bằng, kiểm tra điều kiện là lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn hoặc bằng tức là giá trị tuyệt đối của nó sẽ nhỏ hơn hai giá trị này các bạn, bởi vì là nó được kéo, nó được để âm mà. Đấy, tổng mất mát của chúng ta, tính tổng mất mát ở tổng cái ứng suất của chúng ta này do ngoại lực này, moment các kiểu tại vị trí mà cắt x. Đây là đấy, cuối cùng là tổng mất mát, tổng cái ứng suất kéo thừa tiền dập, không có ứng suất kéo kiểm tra thì nó ok. Giá trị tuyệt đối của không âm này bé hơn cái này là đảm bảo phải kéo tại mặt cắt. Đây là mặt cắt x, mặt cắt x của chúng ta là mặt cắt y của chúng ta. X là vị trí cách tim gối 1,5, y là chúng ta cách tim gối là 2,5. đây tương tự nó kiểm tra chúng ta là ứng suất nén và ứng suất kéo ok 2,14. Ok, mặt cắt y, mặt cắt y tiếp theo là mặt cắt z 3,5. Đấy, đó, cái tim gối nó kiểm tra chúng ta.
Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ ứng suất tải giữa nhịp, tương tự kiểm tra ứng suất tải giữa nhịp. Tiếp theo ứng suất do tải trọng sử dụng thì nó tính toán chúng ta thằng là ứng suất do tải trọng sử dụng, nén cho phép và kéo cho phép. Cuối cùng cho thằng tải giới hạn sử dụng thì nó tính toán chúng ta là thớt trên dầm thì có ứng suất dưới đây này bé hơn cái này. Ok, ngoại lực là lực ứng suất trước, rồi thời dưới dầm ngoại lực lực ứng suất trước nó cũng là nén. Đấy. Là tổ hợp thường xuyên giữ ứng lực, tổ hợp ta sử dụng một này, thường xuyên tức thời sử dụng một này. Thời dưới tải họng sử dụng 3, hãy kiểm tra giới hạn sử dụng 3, cái này thì không đảm bảo. Đấy, cái này thì không đảm bảo. Tiếp theo kiểm toán dầm. Dầm tạm bộ thì có thép. Tạm bộ thì có thép này. Số thanh và đường kính, có thép trụ kéo, có thép trụ nén là bố trí. Mà chúng ta không bố trí thì có cáp dựng lực, chịu lực rồi. Đấy, ok, các thông số nó tính toán chúng ta các thông số hết này, dự án chạy các kiểu nó link từ trên kia xuống, các thông số này nó tính toán chúng ta hết, tính moment kháng uốn này, sức kháng uốn tổng, ở đây là nội lực cho tại giới hạn từng độ một này, rồi đây là tính sẽ tính chúng ta là kháng uốn của chúng ta các công thức 118, 23, 2017, là các công thức cuối cùng nó sẽ tính chúng ta là ra là moment kháng uốn của chúng ta đây. Moment kháng uốn của chúng ta là 2710 và kiểm tra chúng ta là nội lực của chúng ta là đấy, nội lực của chúng ta là 3000 mấy đó, mà chúng ta là cái này không đạt bé hơn thì chúng ta phải bố trí cốt thép vào đây. Đặc biệt ở đây này mình bố trí ví dụ đường kính là mấy tám, ví dụ đấy là 10 hay là 18, ví dụ mình bố trí chẳng hạn. Cuối cùng ở đây nó nâng lên chút nó vẫn chưa ok, 2500. Nếu bằng không hết thì nó 7 thì chúng ta bố trí đây, chúng ta phải kiểm tra sức kháng uốn thì nó chưa chưa đảm bảo. Trường hợp với khớp cạnh uốn của chúng ta nó chưa đảm bảo. FPS SCHF à, chúng ta thấy cường hiện tại của chúng ta ở đây thì đấy, FC này, FC các kiểu ta đây thì nó không xét đến cốt thép thường các bạn. Kháng uốn này nó chưa xét được cốt thép thường. Đây, đây là cốt thép trụ kéo này, trừ cốt thép trụ nén này. Cộng cốt thép trụ kéo, trừ cốt thép trụ nén. À, ta sẽ đổi trên 5 thanh, 5 thanh.
mười mười thanh, ba mươi, một thanh, à đây, với công thức chúng ta có cái này, ta thấy công thức của chúng ta thấy có cái này AFSS trừ cái này. Đấy, như thế này chúng ta phải thay đổi. Thì nội lực cho ông xuất trước của nội lực của chúng ta là MU cái này này. 1,25 nhân các kiểu này. Đấy, thì chúng ta xem này. Chúng ta body có thép là chúng ta là body có thép trụ nén. Nhớ có thép trụ kéo à? Đây là AS phẩy. Đây là AS. Mình xem qua một chút. Đấy, mình xem qua một chút này. Cái này. Net F cộng. Cộng với FC. FC alpha nhân FC nhân các thông số này. Ok. DP từ A đến 2. À, thì trong công thức này các bạn, nó có trường hợp này chúng ta không bố thì có thép thường. Đang để không bố thì có thép thường để mình chỉnh lại một chút cho nó đúng nhé. Mình sẽ cộng, nếu mà bố thì có trường hợp động bố thì có thép thường ấy. Ta sẽ lấy AS nhân FS, AS này nhân FS. Ok, AS nhân FS, tiếp theo nhân A trên 2. Ta đổi công thức rồi. Mình đây công thức nhân với D từ A trên 2. Nhân với D. D của chúng ta, D là chúng ta là D là chúng ta DS và DS trừ A trên 2 A chia 2. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cộng và chúng ta sẽ trừ cho. AS phẩy, FS phẩy, AS phẩy nhân SF phẩy. Ok. Nhân DS. Đây, trường hợp chúng ta bố trí có thép thường thì mình sẽ thêm cái công thức, thêm cái này vào. DS DS trừ cho A từ A trên 2. Đây, DS của chúng ta đây. DS của chúng ta đây, chúng ta cho chúng ta chơi gán DS này, mình sẽ bằng cái này đi. DS, ok. DS. Đấy, đúng rồi, nó gán bằng cái DS rồi. Mình để xem à, mình bố trí có thép cái này được không, là 20 đến 30 chẳng hạn, 1 đến 18 chẳng hạn. Chúng ta xem
2 trừ a lên 2. Tạm thời mình sẽ cắt cái biểu thức này ra. Cắt cái biểu thức này của mình ra chút, nhân giá vào đây, mình kiểm tra xem nó ok không? Nó vẫn ra một cái giá trị, à giá trị của chúng ta quá lớn các bạn, đây nhân với 10 mũ trừ 6, đây mình phải nhân với 10 mũ trừ 6 các bạn, bởi vì đổi đơn vị ra kilotơn trên mét thì mới phải nhân 10 mũ trừ 6. Mình nhân lên 10 mũ trừ 6 đó. Ok, cuối cùng mình sẽ cộng cái này. Đấy, hợp lý. Ok, đổi đơn vị nào. Cuối cùng là chúng ta bố trí cốt thép thì chúng ta thấy là ok. Là bố trí cốt thép thường thì ok. Ví dụ đây các bạn không bố trí cốt thép nhé. Các bạn không bố trí cốt thép thì không. Để không hết này. Đấy, vọng không. Để không. Thì các bạn sẽ được kết quả là 2700, nó không ok. Nếu mà một trường hợp các bạn đấy không bố trí cốt thép thường ấy, thì nó không ok. Còn trường hợp các bạn mua thì có chấp thường ấy, các bạn mua số thanh vào, mình cho đây là 30 thanh và đây là 25 chẳng hạn. Đấy, thì nó đảm bảo khá uốn chúng ta. Đấy. Ok. Nén, nén đi. Nén thì chắc bạn mua đi thôi. Đấy, các bạn. Mình có thể đây là 20 mà đây là 25. Đây là 10 thanh chẳng hạn, đây là 25 cũng là 22 chẳng hạn. Đây, đảm bảo ok. Ok. Kiểm tra tiếp theo, kiểm tra sức khớp trẻ này. Khớp trẻ. Đấy, kiểm tra khớp trẻ chúng ta. Công suất này rồi. Tổng lực truyền. Tính toán chúng ta, kiểm tra chúng ta. Đấy. Chúng ta sẽ trẻ tiếp theo là có thép tối thiểu tối đa, lượng có thép tối thiểu tối đa, mìn này, có thép tối thiểu này, thì rồi tiếp theo khả năng kháng chống nứt này không áp dụng, khả năng chống nứt thì không cần phải áp dụng. Triển khai có thép dưỡng lực này. Đấy. Đây hệ số tùy cấu kiện dưỡng lực này. Đây triển khai cáp dưỡng lực này, đây lá. Cáp căng trước và dính bám này, phát triển theo này, cái này phải lớn hơn bằng cái này. Kiểm tra kháng cắt này. Chưa có cấu kiện này. Rồi, khi đó L trên 2 này. Tính toán theo mặt cắt thông thường. Kiểm tra kháng cắt này, các công thức này. 1823017 này. Số kháng xoắn các kiểu này. Tính toán chúng ta hết này. DV này, VU này, tính toán hết này. Cuối cùng là tính toán tổng với là sức kháng cắt này. Góc nghiêng của ống suất chéo này. Góc nghiêng của thép này. Cốt thép ngang này, chúng ta bố trí cốt thép ngang này. Đấy. Bước đường kính và bước cốt thép. Ok, cuối cùng nó sẽ tính toán cho chúng ta. Đây là ứng suất cắt trong bê tông đo độ nội lực cái ra. Cuối cùng cái này nó phải bé hơn khoảng 0.002. Này ta là góc phi lấy theo bằng ta
Ok, với ta lấy ra bằng ta. Nó sẽ bằng 483 2017. Đây, chúng ta có bảng này. Bảng này gốc. Theta cái này beta này đây hai góc này nó tra dựa vào cái thông số V giữa FU này và epsilon nhân nghìn này đây bạn tra ra đấy 0,032 1,497 0,032 0,032 1,497 1,497 0,032 1,032 10,497 tại nó thì nó vượt ngoài cái này thì đây chúng ta sẽ tra ra là lấy 45 độ beta tương tự beta mu epsilon beta này các bạn để bằng một này lại để bằng một cái này ta các bạn tra ra từ hai thông số này các bạn tra ra thì mình dự đoán đây là các bạn sẽ lấy khoảng là lớn hơn giá trị này và bạn lấy nằm ngoài cái vùng này một phẩy mấy 1,497 nằm ngoài cái vùng này các bạn chọn 35 chẳng hạn đấy nó gần bạn đây có thể chọn là 35 ok đấy 35 cuối cùng là ta kiểm tra nội lực đây là nội lực và đây là kháng kháng cắt đấy, nội lực nó bé hơn kháng cắt thì ok vùng đỏ thép ngang nó kiểm tra vùng đỏ có thép ngang chúng ta chúng ta là bộ thì bé hơn cái này nó ok khoảng cách chúng ta bộ thì nó bé hơn cái này đấy, ok thép ngang tối thiểu thép dọc kiểm tra có tiếp dọc này đấy, kiểm tra đây là moment chúng ta xương khắc cắt này xương khắc cắt này khắc cắt kiểm tra đồ võng xương suất lục truyền võng cho tải trọng bản thân võng suất lục truyền tải trọng bản thân võng do tải trọng dầm ngang đây võng do tinh tải g tổng cộng độ võng lúc tải lúc truyền rồi tổng cộng này kiểm tra độ võng giới hạn là LST88 này tải trọng trục xe này độ võng được lấy lớn nhất đây là vòng và võng đây là thêm là đầu vòng lúc truyền là vòng vòng chỉ 2,7 mm đấy tính ra độ vòng rồi ta sẽ tính ra độ tiếp theo là giới hạn độ võng thì nó lấy hai trường hợp này độ võng âm là võng xuống thì do hoạt tải và tác động làn tính tổng cộng maximum chúng ta tiếp theo độ võng của chúng ta lúc truyền đấy, nó tinh tải hai xuất trước đấy, tính độ võng của chúng ta rồi tiếp theo là dương dương là vòng và âm là võng
Hòa tài, đây là hòa tài, đây là rất trước, ở thương trước của ta đây. Đấy. 63 này. Tình tài, tình tài. Đấy, cuối cùng nó sẽ kiểm tra chúng ta là LS, hợp võng của chúng ta phải bén cái LS trên 800. Đấy, chúng ta thấy cái này bén LS trên 800. LS trên 800 chúng ta. Độ võng của chúng ta là 11,7, nó bé hơn 29,1. Lúc khai thác là 12, âm 12. Lúc truyền này nó vòng và tổng độ võng. Ok, video mình khá dài này, cũng cho khá dài rồi đấy. Ok, mình kết thúc video, xin kết thúc video ở đây. Thì các bạn, mình sẽ để link Facebook liên hệ dưới phần mô tả cho các bạn nào mà thực sự mà cần thiết phải tính này, thì mình sẽ để thông tin liên hệ dưới phần mô tả. Ok, video đến đây cũng khá dài rồi. Ok, chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Chào các bạn.